order thì đây là trực tiếp. Vấn ba là sản phẩm thứ hai nếu mát gan cơ động bốn cái phải đập giải nhiệt gan và bốn dây tiêu hóa. Và cái siêu chúa là sản phẩm thứ ba thì đây là sản phẩm thứ nhất kìa. Bóng chống điều trị về cái bệnh tiểu đường, huyết áp và đông máu cơ thể làm tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Còn ra đây mật ong ngoài tốt hoặc có kinh nghiệm cho mình tham quan và đủ mật ong lọc vào trong lòng đĩa dùng tay lắc đều đi lên sau một lắc thì mật ong ngoài tốt nhiệt được lên khi mình cục trắng tạo thành giống như bề mặt ngoài của tổ ong sẽ làm kinh nghiệm này cho mình tham quan luôn. Thank you.